Hôm nay mình quay cách làm sữa chua nha mấy bạn. Này là mình đổ một hộp sữa 500g vô. Này là sữa đặc. Đổ một sữa đặc 500g vô. Rồi nguyên liệu thêm 4 bịch sữa tươi không đường 180g. 180ml chứ. 4 bịch chưa tới 1 lít sữa nha mấy bạn. Thì mấy bạn đổ nước sôi vô cái hũ sữa chén qua nha. Cho sữa tươi không đường vào nha các bạn. Cho 4 bịch sữa chua cái vô. Cái này là sữa chua đợt trước mình làm còn á. Mấy bạn không có, mấy bạn mua hũ sữa chua ở ngoài tiệm về cũng được. Pha cái sữa chua cái vô để cho làm nó mới lên men cái sữa mình đang làm lên được.
sau khi phấy đều lên dầm mình vô bịch nha mấy bạn. Mình vô bịch xong rồi mình sẽ ủ nó với nước ấm 12 tiếng đó. Rồi giờ mình sẽ cột lại, xong mình sẽ ngâm nước ấm 12 tiếng cho nó lên men nha mấy bạn. Giờ mình sẽ đâm đi xếp vô thùng đá rồi mình sẽ ủ nó nha mấy bạn. Cột xong rồi nè. Được 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24 bịch. Chất vô thùng. Ủ 12 tiếng nha mấy bạn. Ủ xong thì mình bỏ vô tủ đá để nó đông lại. Nóng dữ không? Rồi mình bắt đầu chế nước ấm vô. Rồi đậy nắp lại nha. Đậy kính là 12 tiếng.